văn hóa, dinh dưỡng trong tay khó tan trí tư, nhiệm vụ tinh thông cho đau tận tình. Khi chiến tranh thư viện cũng lên đường, tu xanh trên mái hành quân cùng vũ khí, dưới làn đạn sách trên tay những chiến sĩ, giờ niềm tin để chiến đấu ngoan cường. Đây tu xanh từ trên khu biên bắc đã lớn lên thành khởi viên toàn quân, nuôi trí thức nuôi tình yêu người lên, nuôi phải đau xa hay trốn biên cương. Ngày một thêm mạnh lớn, trong lại thế sắc son với đàn với nhân dân. Tự hào thay người lính chung trên mặt trận văn hóa, dinh dưỡng trong tay khó tan trí tư, nhiệm vụ tinh thông cho đau tận tình. Khi chiến tranh thư viện cũng lên đường, thu xanh trên vai hành quân cùng vũ khí, dưới làn đạn sách trên tay từng chiến sĩ, giờ niềm tin để chiến đấu ngoan cường. Chỉ thức nuôi tình yêu người lên, nuôi phải đau xa hay trốn biên cương. Nuôi truyền thống ngàn năm xưa dựng nước, quê sương xanh là con cháu dòng tia. Thư viện quân đội ngày một thêm mạnh lớn, trong lại thế sắc son.